Hello everyone, welcome back to our lesson. Cô chào tất cả các em, chào mừng các em quay trở lại với tiết học của cô ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học Unit 5, Food and Drinks, Lesson 3, Page 42, Student Book Island Smart World. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề số 5, đó là chủ đề về thức ăn và những loại thức uống. Và bài chúng ta học đó là bài số 3, Lesson 3, trang số 42 trong sách giáo khoa, Student Book, sách giáo khoa, chương trình Island Smart World nha các em. Trong bài số 3 này, các em sẽ học những gì thì cùng cô nhìn vào trong cái khung đầu tiên. Can you talk about unusual foods in Vietnam? Các em sẽ học, em có thể nói về một loại thức ăn bất thường ở Việt Nam. Thì ở Việt Nam mình có rất là nhiều loại thức ăn, có đúng không nào? Nhưng những loại thức ăn bình thường, ví dụ như phở, hủ tiếu, cơm tấm, hay những loại thức ăn chế biến từ thịt bò, thịt heo, thịt gà, thịt vịt, tất cả những loại thức ăn đó là gọi là những thức ăn usual, là bình thường. Nhưng có những loại thức ăn không bình thường, là những loại thức ăn được chế biến từ những con vật không có phổ biến, ví dụ như những loài côn trùng, bò sát, là những loại thức ăn là unusual ha. Thì bây giờ các em, trong cái tiết học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về những cái loại thức ăn bất thường, những loại thức ăn bất thường đó. And write a food blog post. Và cái kỹ năng của các em ngày hôm nay, các em có thể viết được một cái bài blog về thức ăn, về chủ đề về thức ăn. Và kỹ năng viết, writing skill của chúng ta, đó là em sẽ có thể viết được một bài blog. Alright. Okay. First, we learn let's start. Đầu tiên thì chúng ta sẽ học phần let's start. Phần này là phần khởi động, các em sẽ được thực hành với bạn. Một người bạn đi theo cặp. In pairs. What unusual foods can you think of? What's the strangest? Em và bạn của em sẽ thực hành luyện nói với nhau và trả lời câu hỏi này nè. Em có thể nghĩ về loại thức ăn gì bất thường? Và cái điều lạ nhất là gì? Thì mình nghĩ về một cái loại thức ăn bất thường ở Việt Nam của mình, cũng có thể là ở trên thế giới ha. Mình tìm một cái loại thức ăn, sau đó mình nói là tại sao nó bất thường. Ví dụ như một loại thức ăn, ví dụ như dế chiên chẳng hạn, con dế mà người ta chiên lên đó mấy em, thì đó là một loại thức ăn bất thường đúng không nè. Điều bất thường đó là nó được làm từ con dế, một cái loài côn trùng mà gần như không ai ăn ha. Nhưng sẽ có một bộ phận nhỏ những người người ta ăn, thì đó là một cái loại bất thường, phải chưa nè. Rồi cái phần let's talk này các em sẽ được thực hành ở trong lớp với bạn của mình nha. Còn ở đây thì chúng ta sẽ học phần listening. Alright. Listening. A tour guide is talking to a group tourists in Hà Giang province. Where are the people? Em sẽ nghe một người hướng dẫn viên. Cái chữ tour guide này nè em, nó có nghĩa là hướng dẫn viên du lịch. A talking to a group tourists. Đang nói chuyện với một nhóm du khách. Cái chữ tourist này có nghĩa là du khách. Còn cái chữ group là nhóm. Chữ group thì các em đã quen quá rồi đúng không nào? Có chữ tourist thôi, em không biết. Tourist có nghĩa là du khách. Còn tour guide có nghĩa là hướng dẫn viên du lịch ha. Ở tỉnh Hà Giang. Province là tỉnh Hà Giang, một tỉnh ở miền Bắc của mình á. Where are the people? Thì em nghe thử xem những cái nhóm người này, họ đang ở đâu? Họ đang ở trên đường hay là đang ở nhà hàng? Thì em nghe thử xem cái bạn hướng dẫn viên du lịch này đang thuyết minh đến một cái nhóm du khách này ở trên đường hay là ở nhà hàng. Mình sẽ bắt đầu mình nghe. Sau đó các em sẽ trả lời cái phần B. Now, listen and choose the best words to complete the sentences. Em nghe lại và em hãy chọn cho cô cái từ đúng nhất để hoàn thành trong một cái câu. Cô lấy ví dụ ha. Câu số 1 nè.
giống như câu số 1 thì people eat this dish between September and October or January and February. Thì em thấy ở đây nó có sẽ có cái chữ in nghiêng. Thì mình thấy chữ in nghiêng của mình là September and October. Đây là chữ in nghiêng ở phía trước. Và chữ in nghiêng phía sau là January and February. Đó, có nghĩa là em sẽ coi em sẽ chọn cái nào. Chọn cái nào mà đúng nhất. Được chưa? Rồi, câu số 2. The chef washes the worms and put pepper or salt on them. Thì em chọn chữ pepper hay là em chọn chữ salt? Được chưa? Câu số 3. He drills or fries them with herb. Chọn từ real hay là từ fries? Đó, vân vân. Thì tí hồi cô sẽ hướng dẫn lại cái phần này. Bây giờ các em tập trung làm cho cô phần A trước nha. Cô sẽ cho các em nghe và trả lời cho cô câu hỏi là những người này đang nói chuyện ở đâu? Trên đường hay là ở nhà hàng? Alright. Okay. Let's listen. Here we go. Unit 5. Food and drink. Lesson 3. Track 57. Listening. A tour guide is talking to a group of tourists in Hajiang Province. Where are the people? Okay, here we are. It's lunchtime. Let's try some tasty local food. I'd like to tell you about one of Hajiang's famous dishes, Shao Che, which is Vietnamese for bamboo worms. People usually eat this dish between September and October when the worms are really juicy. The chef washes the worms and puts salt on them. Then he fries them with herbs in hot oil or steams them. Some people say they taste like grilled corn, and other people say they taste like cheese. Yeah, I know. They look a little bit strange to you, but really, they taste delicious. I think you should all try one. Who wants to go first? Nobody? Okay, I'll eat one to show you. Yum! Again, please. Famous dishes. Okay, here we are. It's lunchtime. Let's try some tasty local food. I'd like to tell you about one of Hajiang's famous dishes, Shao Che, which is Vietnamese for bamboo worms. People usually eat this dish between September and October when the worms are really juicy. The chef washes the worms and puts salt on them. Then he fries them with herbs in hot oil or steams them. Some people say they taste like grilled corn, and other people say they taste like cheese. Yeah, I know, they look a little bit strange to you, but really, they taste delicious. I think you should all try one. Who wants to go first? Nobody? Okay, I'll eat one to show you. Yum! Alright, sau khi các em nghe thì mình có thể đoán được cái đáp án của cái câu này là gì thế nào? Bây giờ cô sẽ cho các em nghe rồi. Nghe lại và mình phân tích từng câu lại ha. Let's try some tasty local. Okay, here we are. It's lunchtime. Okay, here we are. It's lunchtime. Okay, here we are. Được rồi. Chúng ta ở đây để tới giờ ăn trưa rồi. At lunchtime. Vậy thì ở đây, ngay từ câu đầu tiên, các em đã nghe được từ lunchtime. Đúng không nè? Lunchtime. Vậy thì ở đây, các em thấy là họ đâu có ăn trưa mà ăn trưa ở trên đường nữa. Đúng không các em? Họ phải ăn trưa ở đâu? Ở nhà hàng. It's lunch time. Vì vậy cho nên mình có thể đoán được là họ đang ở nhà hàng. Đáp án đây là at a restaurant. Ok. Rồi, được chưa nè?
very easy. Rất là dễ đúng không? Bây giờ cô không có giải những cái ở dưới, mà bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em từ câu 1 đến câu số 5 trước, rồi cô sẽ cho các em nghe lại. Mình mới sửa cái phần này nha. Đầu tiên câu số 1. Mọi người ăn món này, chữ dish có nghĩa là cái món. Món ăn đó các em, món ăn này. Between là ở giữa, giữa tháng 9 và tháng 10, hay là giữa tháng 1 và tháng 2. Các em nghe cho cô là chữ September and October, hay là chữ January and February. Em nghe cho cô tháng nào nha. Rồi, câu số 2. The chef, chữ chef này có nghĩa là đầu bếp. Chef là đầu bếp, bếp trưởng á. Đầu bếp là bếp trưởng á. Thì cái chữ bếp trưởng này nè, người bếp trưởng này, washes là rửa. Rửa, worms. Worms này có nghĩa là con côn trùng, con nhộng, những loại con giống như con sâu á, thì mình gọi nó là worms nha, worms. Bếp trưởng rửa những con nhộng này, worms. Và đặt cái gì, pepper or salt, đặt tiêu hay là đặt muối lên chúng. Em nghe cho cô chữ pepper hay là chữ salt nha, salt. Và câu số 3, he grills or fry them with her. Em sẽ nghe coi nè, anh ấy nướng hay là chiên chúng với rau thơm. Grills or fry, grill này là nướng và chữ fry này là nướng hay chiên. Nghe thử xem chữ nào cho cô rồi em chọn nha. Câu số 4, they taste like corn or chili. Chúng cái vị giống như là corn, là bắp, hay là giống như là chili, là ớt. Hai em nghe cái vị của nó như thế nào ha. Câu số 5, they look strange but taste sweet delicious. Chúng thì trông rất là lạ, nhưng vị thì ngọt hay là ngon. Em chọn chữ sweet hay là chữ delicious. Bây giờ cô sẽ cho các em nghe lại và các em chọn đáp án cho cô từ câu số 1 đến câu số 5 ha. Where are the people? Ok, bắt đầu nghe các em. Ok, here we are. It's lunch time. Let's try some tasty local food. I'd like to tell you about one of Haiyang's famous dishes, Shao Zhe, which is Vietnamese for bamboo worms. People usually eat this dish between September and October when the worms are really juicy. The chef washes the worms and puts salt on them. Then he fries them with herbs in hot oil or steams them. Some people say they taste like grilled corn, and other people say they taste like cheese. Yeah, I know. They look a little bit strange to you, but really, they taste delicious. I think you should all try one. Who wants to go first? Nobody? Okay, I'll eat one to show you. Yum! Alright, rồi bây giờ chúng ta sẽ sửa bài này nha. Haiyang Province. Where are the people? Okay, here we are. It's lunchtime. Let's try some tasty local food. Let's try some tasty local food. Let's try. Chữ try có nghĩa là cố gắng. Cô ở đây cô không có chữ, không có bảng script ở đây. Nhưng mà bữa sau cô sẽ có bảng script của em xem nha. Let's try some local food. Chúng ta hãy thử một vài món ăn địa phương. Địa phương này chính là Hà Giang. I'd like to tell you about one of Haiyang's famous dishes. I want to tell you one of Haiyang's famous dishes. Tôi muốn nói cho các bạn nghe về một loại thức ăn rất là nổi tiếng ở Hà Giang. Sầu tre. Sầu tre. Sầu tre. Cái món này nè, sầu tre. Which is Vietnamese for bamboo worms.
People usually eat this dish between September and October. People usually eat dishes between September and October. Rất là rõ ràng. Có nghĩa là câu số 1 chúng ta sẽ chọn September and October cho cô, anh tròn đó. Rồi, bây giờ em nghe tiếp cho cô. Người bếp trưởng này rắc tiêu hay rắc muối một chút. When the worms are really juicy, the chef washes the worms and puts salt on them. Put salt on them. Put salt on them. Chọn muối cho cô nha. Rắc muối lên. Rồi bây giờ anh ấy nướng hay là chiên nha. Nghe tiếp cho cô. Then he fries them with herbs and hot oil. Then he fries them with herbs on hot oil. Và anh ấy chiên chúng trên rau thơm. Trên chảo dầu dầu nóng. Or steams them. Some people say they taste like grilled corn. Some people say they taste like real corn. Chọn corn cho cô. And other people say they taste like cheese. Yeah, I know. They look a little bit strange to you, but really, they taste delicious. But really, they taste delicious. Nhưng nó thật sự rất là ngon. Chọn delicious cho cô câu số 5 nha. I think you should all try one. Who wants to go first? Who wants to go first? I muốn ăn trước now. Nobody? Nobody? Okay, I'll eat one to show you. Nobody? Okay, I eat one to show you. Tôi sẽ ăn một miếng trước để cho các bạn thấy nhé. Yum! Yum! Nhưng mà ngon quá đó. Rồi, vậy thì ở đây chúng ta thấy đây là món ăn very, very unusual, right? Nó rất là lạ, ha? Món ăn được chế biến từ con nhộng. Oh my god. Ok, rồi đây là đáp án nha các em. Chúng ta tiếp tục qua phần reading. Phần reading này chúng ta sẽ tìm hiểu về những loại thức ăn lạ lùng, ha? Lạ lùng ở Việt Nam. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc cho cô một cái blog post này. Đây là một cái bài blog. Em sẽ nói cho cô những bức tranh với những cái từ gạch dưới. Ở đây cô sẽ có chữ insects, fried spices, garlic. Cô có bốn cái chữ gạch dưới này. Thì em sẽ nói vào bốn bức tranh. Đầu tiên đó là chữ insect, có nghĩa là côn trùng. Chúng ta nhìn vào bốn bức tranh này. Bức tranh nào thể hiện chữ côn trùng? Đó là bức tranh number 1, bức tranh số 1. Vì vậy số 1 em sẽ điền cho cô ở đây chính là chữ insect. Từ tiếp theo đó là từ fry. Từ fry cô đã dạy từ bữa trước rồi. Nó có nghĩa là chiên. Thì mình thấy bức tranh số 2 đó là fry, là chiên. Spices. Chữ spicy này có nghĩa là nhiều gia vị á, cay hoặc là nhiều gia vị á. Thì chúng ta chọn bức tranh số 4 nha. Rất là nhiều gia vị. Nào là bột, bột nghệ, bột hồi, bột ớt, bột tỏi rất là nhiều. Thì mình gọi đó là nhiều gia vị spicy. Đôi khi mình cũng có dễ dịch là cay á. Rồi từ tiếp theo đó là garlic. Garlic đó là củ tỏi. Đó là bức hình số 3. Em điền cho cô chữ garlic. Alright. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu coi cái blog post này nó có nghĩa là gì nhá. How about fried insect as a snack? Long pot block. Còn cái việc mà mình lấy côn trùng chiên làm một món ăn nhẹ thì sao? Đây là bài viết của bạn Long. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. In Ho Chi Minh City, we eat some really interesting food. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta ăn một vài món ăn thật sự rất là thú vị. One of the strangest is côn trùng chiên. Một trong những cái lạ nhất đó là món côn trùng chiên. It's a mix of different insects. Nó là hỗn hợp của những loài côn trùng khác nhau. We fry them with spices and garlic. Chúng ta chiên chúng với những loại gia vị và tỏi. Nếu như chúng ta càng thêm nhiều gia vị và tỏi vào thì nó sẽ lấn át đi cái mùi hôi của côn trùng nha các em. Khử mùi á.
làm cho mình không có bị làm cho món côn trùng nó thơm á. Some insects taste like fish, others taste like potatoes or nuts. Một vài con côn trùng thì có vị giống như cá, còn những cái con khác thì có cái vị giống như quả khoai tây hoặc là đậu. The insects are very crunchy like potato chips, and we often eat them out with a bowl as a snack. Côn trùng thì nó rất là cứng và giòn, giống như khoai tây chiên vậy đó. Và chúng ta thường ăn chúng trong một cái tô giống như một bánh snack. They are not only tasty but also healthy. Chúng thì không những ngon mà còn khỏe nữa. Thì not only có nghĩa là không những nè, but also có nghĩa là mà còn. Thì chúng ta dịch là chúng tức là loại côn trùng chiên á. Chúng thì không chỉ ngon mà còn khỏe. You should not miss the chance to try them. Bạn không nên bỏ lỡ cơ hội để thử chúng. Vietnam has lots of great food. Don't just try phở when you visit. Việt Nam có rất là nhiều loại thức ăn tuyệt vời. Đừng chỉ thử mỗi phở khi bạn viếng thăm nhé. Oh my gosh. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm phần B ha. Bây giờ em hãy đọc lại và em điền vào chỗ trống cho cô. Câu số 1. Côn trùng chiên là một trong những loại thức ăn gì ở Hồ Chí Minh City đây các em? Mình sẽ chọn đáp án. Đó chính là strangers. Strangers. Loại thức ăn lạ nhất. Ha, lạ nhất. Strangers. Ok, mình điền chữ này nè. Câu số 2. Một vài cái gì đó có vị giống như cá. Một vài insects. Some insects taste like fish. Insects. Number 3. The insects are very. Côn trùng thì rất, rất giòn. Crunchy. Rất là giòn tại vì nó nhỏ mà. Nó nhỏ cho nên khi mà chiên với cái lượng dầu lớn thì nó rất là dễ giòn. Giống như khoai tây chiên vậy đó. Câu số 4. We often eat côn trùng chiên from a. Chúng ta thường ăn món côn trùng chiên từ một cái gì? Một cái tô. From a bowl. Trong một cái tô. Ha, để hết vô một cái tô rồi nhai. Giống như bánh snack gì đó. Khoai tây chiên gì đó. Câu số 5. The insects are not only tasty, but they are healthy too. Món côn trùng chiên thì không chỉ ngon mà còn khỏe nữa. Rồi, các em sửa bài cho cô vào nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua phần writing. Trong phần writing này, các em sẽ có hai phần A và B. Phần A, em hãy viết về, em hãy đọc về một cái bài blog post về thức ăn này. And then, và sau đó các em đọc cái bài blog của bạn Long và circle, bạn khoanh tròn 6 điểm được đánh dấu, được lên danh sách ở phía dưới. Thì ở đây chúng ta sẽ có 6 cái. Được chưa? Bây giờ cô sẽ dịch cho các em nha. Viết một đoạn blog về thức ăn. Để viết một bài blog, bạn nên đầu tiên viết một cái chủ đề rất là thú vị. Ví dụ như mice for dinner, chuột cho bữa ăn tối. I love fried insects, tôi yêu thích những món côn trùng chiên. Đó là mình phải tìm ra một cái chủ đề mà một cái tip nào đó cho nó thật là thú vị, để người ta nhìn vào, người ta muốn tìm hiểu, người ta tò mò, người ta tìm hiểu. Câu số 2. Say where the dish is from. Món ăn này thì đến từ đâu? In Huế, we often eat. Ở Huế chúng tôi thường ăn cái gì đó. People in my town, Vĩnh Long, eat. À, mọi người ở trong thị trấn của tôi ở Vĩnh Long thì ăn cái gì đó, mình nói ra. Câu số 3. Thứ tự số 3 đó là các em sẽ mô tả một cái món ăn đó và cái cách làm như thế nào.
We fry the mice. Chúng ta chiên con chuột. Hoặc là we fry the frog. Chúng ta nướng con ếch. Ha. Bước số 4. Describe how you serve it. Em hãy mô tả là cái cách để em phục vụ nó như thế nào. And then we serve it with lettuce. Em sẽ phục vụ nó với rau, lettuce, bắp cải. Hay là we eat them with fried rice. Hay là chúng ta ăn nó với cơm chiên. Mình xem, mình sẽ chọn cái nào nhé. Bước số 5, describe what it tastes like. Mình sẽ mô tả coi nó có vị như thế nào. They are spices. Nó nhiều gia vị. Hay it tastes like cheese. Hay nó có vị giống như phô mai. Rồi, câu số 6. Say why you recommend it. Em hãy nói lý do tại sao mà em khuyến khích mọi người ăn nó. It tastes sweet. Nó có vị ngọt. They're really good for you. Chúng thật sự tốt cho bạn. Đấy chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đánh dấu nè. Ở đây là cái bài blog của bạn Long. Thì đi theo thứ tự, mình sẽ có nè. 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì bây giờ số 1 là bạn Long Đặng ấy đã viết một cái tip, tức là một cái tựa đề cho cái bài blog của mình á. How about fried insect as a snack? Snack. Rồi câu số 2 địa điểm. Câu số 3 làm từ cái gì? Ha. Rồi số 5 là nó có vị gì lạ đặc trưng và mình ăn nó như thế nào? Rồi tại sao mà bạn phải recommend nó? Bạn khuyến khích mọi người ăn nó thì đây chính là đáp án ở trong cái bài của bạn Long. Tiếp tục. Phần B, em sẽ đánh dấu từ 1 đến 6 sử dụng những cái kỹ năng trong khung này sẽ giúp em. Rồi đầu tiên, chúng ta ăn chúng với cơm. Đây, cô cho các em xem đáp án. Chúng ta ăn chúng với cơm thì đây đến là thứ tự số 4. Em hãy mô tả là em sẽ phục vụ nó với cái gì, như thế nào. Câu B, nhiều người nghĩ rằng họ... Chúng thì vị giống như con gà. Thì đây là số 5. Số 5 là mô tả về vị. Could you eat mice? Bạn có muốn ăn chuột không? Thì đó, đây là một cái tip nè. Một cái tựa đề rất là curious. Rất là gây tò mò ha. Số 1. Câu D. They're healthy and taste great. You should try them. Chúng thì khỏe và cái vị rất là ngon, bạn nên thử chúng. Thì là số 6. Những người trong thị trấn của tôi Vĩnh Long ăn con chuột nướng. Thì đây là số 2. Và chúng tôi rửa những con chuột và thêm vào gia vị, sau đó nướng chúng với lò nướng. Thì đây là số 3. Ok. Mình qua phần speaking. Trong phần speaking này, các em sẽ làm việc theo cặp cho cô. Look at the pictures. Can you buy these from your hometown? Would you like to try them? Why not? Is your hometown famous for any other dishes? Which one? Em sẽ làm việc theo nhóm. Em nhìn những bức tranh này. Và em có thể mua những món ăn này ở quê của em không? Và em thích ăn chúng không? Tại sao hoặc là tại sao không? Và ở quê của các em nổi tiếng với những món ăn khác, có những món ăn khác không? Cái đó là cái nào? Thì ở đây có 3 loại món ăn. Món ăn thứ nhất, grilled frog, có nghĩa là ếch nướng. Món ăn thứ hai, grilled mice, chuột nướng. Cái chữ chuột có là mouse đúng không? Nhưng mà nếu như nhiều con chuột thì chúng ta dùng từ mice chứ cô. Số nhiều của từ mouse. Fried crickets là dế chiên. Alright, con dế, người ta chiên cricket có nghĩa là dế. Được chưa nào? Rồi em chọn cho cô một bức tranh. Rồi em sẽ đặt câu hỏi và trả lời cho cô ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần viết. Em sẽ viết một cái bài blog về loại thức ăn bất thường. Khoảng 60-80 từ ha. Rồi, đây đến là bài viết mẫu. Em sẽ dựa vào cái bài viết mẫu này hoặc em cũng có thể dựa vào bài viết của
bạn Long khi nãy để mình viết một cái bài cho chính mình. Alright. Rồi, bây giờ chúng ta nghỉ ở đây ha. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Cô cảm ơn tất cả các em đã theo dõi video của cô. Thank you very much for watching my video. Goodbye and see you the next video.